Và xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống bằng tầng VNA Quý khán giả vẫn đang xem chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi. Và xin kính mời quý khán giả trở lại bản tin Hoa Kỳ và Việt Nam cùng với Đức Tiến. Thưa quý vị, bây giờ là phần tin Hoa Kỳ. Đại nhất phu nhân Melania đón cây thông Noel tới tòa Bạch Ốc. Đại nhất phu nhân Melania Trump ngày 23 tây tháng 11 đã đón cây thông Noel tới tòa Bạch Ốc, tiếp nối truyền thống lâu đời trong lúc vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cũng như những tranh cãi liên quan tới cuộc bầu cử vẫn chưa chấm dứt. Cây Giáng sinh năm nay là một cây thông Linh Sam Pratcher cao 5.6 m đến từ Tây Virginia. Cây thông sẽ được đặt tại phòng xanh trong tòa Bạch Ốc một đội quân nhạc sẽ chơi các giai điệu bài hát chủ đề về giáng sinh khi đệ nhất phu nhân bước ra từ tòa bạch ốc và đi về phía cổ xe ngựa chở cây giáng sinh việc đón cây thông thường được đánh dấu sự khởi đầu các hoạt động lễ hội mùa giáng sinh hàng năm tại tòa bạch ốc một truyền thống khác nhân dịp này là tổng thống sẽ xá tội cho gà Tây. Sẽ có một chú gà Tây được chọn để tổng thống Trump thực hiện lễ xá tội tại Vườn Hồng, dự kiến sẽ được diễn ra trong ngày 24 tây tháng 11. Và con dâu của tổng thống Trump cũng đã nói 74 triệu người đã nghi ngờ về cuộc bầu cử. Lara Trump là con dâu và đồng thời là cố vấn của chiến dịch của tổng thống đã cho biết, 74 triệu người đã cảm thấy về kết quả bầu cử không hợp lý. Vào ngày 22 tháng 11 thì Lara Trump cho biết, việc ông Joe Biden đã nhận được gần 80 triệu phiếu bầu, nhiều hơn tổng thống Trump 6 triệu phiếu là một điều quá khó để hợp lý hóa. Và cũng theo Lara thì chiến dịch của tổng thống Trump có nghĩa vụ theo đuổi tất cả các thách thức pháp lý để chống lại kết quả bầu cử. Con dâu của Tổng thống cũng đã bảo vệ về các nỗ lực pháp lý của Tổng thống khi đã nói rằng có gần 74 triệu người đã ủng hộ cho ông trên khắp đất nước và cảm thấy kết quả bầu cử thậm chí là không hợp lý. Và cô cũng đã đề nghị đề cập tới số người đã tham gia vào các chiến dịch vận động tranh cử của ông Joe Biden vào ngay trước ngày bầu cử 3 tháng 11 và cho biết đây là số lượng rất ít so với sự nhiệt tình tại các sự kiện của Tổng thống. Lara Trump đã nói vẫn còn 74 triệu người cảm thấy kết quả của cuộc bầu cử không công bố chính xác và cũng thật khó để hợp lý hóa rằng ông Joe Biden là một người chỉ có thể vất vả kéo được 12 người để đến sự kiện tranh cử của ông và đột nhiên và bằng cách nào đó thì đã nhận được khoảng 80 triệu phiếu bầu. Và thưa quý vị đã có khoảng 80 người đã tụ tập trong một câu lạc bộ sách giữa thời Covid tại New York. Bất chấp số người nhiễm Covid-19 gia tăng, nhiều người vẫn chen chúc tiệc tùng trong một câu lạc bộ sex ở New York vào cuối tuần trước. Cảnh sát trưởng New York Joseph Fusito cho hay bữa tiệc trong câu lạc bộ sex ở Queens đã phải đóng cửa sau khi chính quyền nhận được khiếu nại về tiếng ồn ào giữa đêm khuya. Cho tới khi họ tới nơi vào lúc 0 giờ 5 phút sáng ngày 22 tây tháng 11, cảnh sát đã phát giác hơn 80 người đang tụ tập, không đeo khẩu trang và không giãn cách xã hội. Kiểm tra một căn phòng nhỏ, các nhà chức trách phát hiện ba cặp đôi đang quan hệ tình dục. Bữa tiệc do Caligula, New York, một câu lạc bộ trao đổi bạn tình tổ chức, câu lạc bộ này đã đăng thông báo tổ chức các sự kiện tương tự lúc nửa đêm trên mạng xã hội trong suốt tháng vừa qua. Roy Bacoy, người điều hành kiêm người tổ chức sự kiện, sẽ bị phạt tiền và truy tố. Một người bảo trợ cũng bị truy tố tội quấy rối người thi hành công vụ. Bacoy chưa trả lời yêu cầu bình luận này. Trước đó khoảng 30 phút, lúc 23 giờ 30 phút ngày 21 tây tháng 11, giới chức cũng theo dõi một nhà ở trung tâm Manhattan. Họ theo dõi 75 người đi vào bằng lối cửa dịch vụ, trong khi nhân viên bảo vệ hướng dẫn khách đi vào và cố tránh thu hút sự chú ý. Khoảng 2.5, tức là khoảng 2 tiếng rưỡi sau đó, giới chức lên tầng 3 của tòa nhà và phát giác hơn 120 người đang mua bán và sử dụng rượu bia, hút xì xa và nhảy nhót điên loạn. Và Cà tay được ở khách sạn hạng sang để chờ Tổng thống 6 tuổi. Hai con gà Tây Corn và Cock đã được đưa đến từ tiểu bang Iowa đến Washington và được nghỉ tại khách sạn cao cấp trước khi đến, đến tòa Bạch Ốc để cho Tổng thống Trump xóa tội. Hai con gà Tây có mặt tại thủ đô Washington vào ngày 22 tháng 11 và được trải thảm đỏ để chào đón như là những ngôi sao tại khách sạn Wallot, cách với tòa Bạch Ốc không xa. Và sau đó thì chúng đã được nhân viên của khách sạn đưa lên một phòng hạng sang gồm có hai giường. Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 23 tháng 11, thì ông Ron Cardell là chủ tịch liên đoàn gà Tây của quốc gia đã cho biết, hai con gà Tây được đặt tên là Corn và Cock, chúng đã được chính ông Cardell là một ông nông dân chính hiệu nuôi gà Tây và trồng ngô đậu nành đời thứ sáu chăm sóc. Tòa Bạch Ốc cũng đã xác nhận Tổng thống Trump sẽ chủ trì lễ xá tội gà Tây vào ngày 24 tháng 11 ở Vườn Hồng, theo như truyền thống nhân dịp lễ tạ ơn một cuộc bình chọn trực tuyến cũng đã được mở ra trong vòng 24 giờ để cho mọi người bầu cho con corn hay là con cop là con gà sẽ được tổng thống xá tội. Tuy nhiên thì tổng thống chỉ xá tội cho một con gà, cả corn hay cop đều sẽ lành lặng rời khỏi tòa Bạch Ốc và được quay trở về sống tại trang trại ở trường đại học của tiểu bang Iowa và để đón khách du lịch từ ngày 5 tháng 12. Lễ xá tội gà tây vào dịp lễ tạ ơn là một truyền thống lần đầu đã được tổ chức vào năm 1947. Tuy nhiên, cho đến năm 1989, lúc đó Tổng thống George W. H. Bush mới trở thành tổng thống đầu tiên chính thức đề xá tội cho gà tây. Và thưa quý vị, trở lại với tiểu bang Texas, Texas đã phải điều vệ binh quốc gia đến để, để giải quyết vấn đề thi thể nhiễm bệnh Covid-19. Tiểu bang Texas đã sử dụng vệ binh quốc gia để giúp đỡ các tù nhân ở El Paso giải quyết thi thể COVID-19 khi các nhà xác tại đây đã trở nên quá tải. Ông Di Marco, thị trưởng của El Paso, tiểu bang Texas cho hay tình hình dịch bệnh ở thành phố này đang rất nghiêm trọng với số người nhiễm mới, nhập viện cũng như tử vong do COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng dưới chức buộc phải huy động cả lực lượng vệ binh quốc gia và tù nhân từ các nhà tù gần đó làm nhiệm vụ chuyển các thi thể tới các nhà xác di động. ông viết trên mạng xã hội chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các nhà tang lễ và nhà mai táng để giúp đỡ gia tăng năng lực và điều phối các nguồn lực. quân đội texas sẽ cung cấp cho chúng tôi nguồn nhân lực quan trọng để thực hiện kế hoạch và điều hành thi thể và chúng tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ này của họ. Số liệu chính thức của El Paso cho hay thành phố này ghi nhận 855 người đã tử vong trong hơn 81.000 người nhiễm nCoV. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các túi thi thể được chất đầy lên trên xe tải chờ được giải quyết. Văn phòng giám định y khoa El Paso cũng đang thiếu nhân lực để giúp đỡ những công việc tạm thời như nhân viên phục vụ nhà xác, những người sẽ được trả lương rủi ro khi làm việc quá gần với các thi thể nhiễm COVID-19. Và tiếp theo, xin kính mời quý khán giả đến với một vài thông tin về tin Việt Nam. Đà Nẵng cũng sẽ ra soát lại toàn bộ các công trình xây dựng sai phạm trên bán đảo Sơn Trà. Cảnh sát của thành phố Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 11 sẽ ra soát lại và xử phạt nghiêm các công trình xây dựng đã cho là không đúng quy định tại bán đảo Sơn Trà Truyền thông của nhà nước Việt Nam đã dẫn văn bản của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội thuộc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự cùng với các ban ngành ra soát toàn bộ, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định về lĩnh vực quốc phòng, theo như kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Theo như kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành các quy định về điều hành và sử dụng đất đai bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Có 7 dự án được giao cho thuê đất, vi phạm về an ninh quốc phòng. Trong tổng số là có 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà mà Ủy ban Nhân dân của thành phố đã phê duyệt với tổng diện tích là hơn 163 hecta. 7 dự án này vẫn chưa được xác định trong phương án giao và điều hành và bảo vệ rừng. Ngoài ra, thanh tra chính phủ còn đề nghị Bộ Công an điều tra, giải quyết hai dự án là khu du lịch sinh thái biển và biệt thự cao cấp gần bàn Bãi Đa do công ty cổ phần xây dựng 79 của cựu thường tá an ninh Phan Văn Anh Vũ đã làm chủ đầu tư và dự án khu biệt thự suối đá. Và Bộ Công an Việt Nam đã hoàn tất điều tra về vụ ông Nguyễn Đức Trung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 20 tây tháng 11 đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm soát để truy tố cựu chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung và ba người khác về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin này vào ngày 21 tây trong tháng. Theo tin hôm 20 thì Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng với ba bị can khác. Đồng thời trong cùng ngày, Bộ Công an cũng đã chuyển hồ sơ vụ án này đến Viện kiểm soát nhân dân tối cao để truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước được quy định ở điều 337 Bộ luật hình sự Việt Nam. Theo đó, thì ông Nguyễn Đức Trung cùng với ba bị can bị đề nghị truy tố với cùng tội danh trên gồm có ông Phạm Quang Dũng, nguyên nhân viên công an, ông Nguyễn Hoàng Trung, chuyên viên phòng thư ký biên tập và Nguyễn Ngọc Anh, nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập. Vào hôm 18 tây tháng 9, ông Nguyễn Đức Trung đã làm thủ tục xin cho ông được áp dụng biện pháp cho tài ngoại để điều trị ung thư trong khi đang bị tạm giam để điều tra vụ án, chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước Việt Nam. Và ba người cũng đã bị bắt do đã phá rừng hương cổ thụ. Ba người bị cáo buộc có liên quan đến vụ cưa hạ rừng hương cổ thụ tại xã Kron vào sáng ngày 23 tháng 11, bị cảnh sát của tỉnh Gia Lai bắt được. Báo nhà nước Việt Nam đưa tin và cho biết ba người đều là người dân sinh sống trên khu vực của huyện Kwan, thuộc tỉnh Gia Lai. Trong khu vực xã Krong, huyện Khao thì hiện còn có khoảng 300 cây ngô gỗ hương nằm rải rác trên khoảng 27 khoảnh của 7 tiểu khu, trong khu vực có diện tích là hơn 8.000 hecta. Các cây gỗ hương quý giá hàng trăm năm tuổi đang được bảo tồn. Tuy nhiên thì đây là một khu vực thu hút lâm tặc vì giá trị của cây gỗ hương này. Giáng hương là một loại gỗ quý đã được nhiều người săn lùng để xây dựng nhà cửa, gia công đồ nội thất. Bởi vậy, trong những năm gần đây, thì số lượng cây giáng hương trong tự nhiên cũng đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo như số liệu được thống kê của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh vào tháng 5 của năm nay, thì khu rừng gỗ hương ở huyện Cơ ban có hơn là 400 cây giáng hương và tất cả đều mọc tự nhiên, trong đó có rất nhiều cây có đường kính gốc hơn 1 mét với tuổi thọ lên đến vài trăm năm. Báo Gia Lai cũng đã dẫn lời của ông Trương Thanh Hà là hạt trưởng của hạt kiểm lâm thuộc huyện Ca ban vào tháng 5 đã cho rằng trong những năm qua Lâm Tặc đã tìm đủ mọi cách để khai thác trộm những cây giáng hương cổ thụ vô cùng quý hiếm này. Và thưa quý vị, cụ chiến binh Trần Đức Thạch sẽ bị xử với tội cáo buộc lật đổ nhà nước Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 30 tây tháng này. Nhà thơ Trần Đức Thạch, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bị tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đem ra xét xử vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 11 năm nay với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Thạch sinh năm 1952 là một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền dân chủ ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông đã từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng với hai ông Vũ Văn Hùng và Phạm Văn Trội hồi năm 2009. Ông Thạch là tác giả của bài Hố chôn người ám ảnh kể lại sự việc lính Bắc Việt khi thực hiện chiến dịch Sài Gòn đã thảm sát hàng trăm thường dân vô tội ở xã Tân Lộc và bây giờ được biết đến là xã Xuân Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ngay trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Với những đóng góp của mình, giải thưởng mang tên Tù Chính trị Nguyễn Chí Thiện 2020 đã được trao cho ông vào ngày 28 tây tháng 9 năm 2020. Ông Thạch đồng thời cũng là một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam, một cách ôn hòa, không được nhà nước công nhận và đã có hàng chục thành viên bị bắt giữ và thụ án trong nhiều năm qua. Đại sứ quán của Trung Quốc cũng đã chỉ trích Đại sứ quán Việt Nam tại của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 11 đã lên tiếng chỉ trích Đại sứ quán Hoa Kỳ là đã công kích ác độc vì đã đăng ngôn luận công kích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay sau đó, thì cơ quan đại diện ngoại giao của Bắc Kinh cũng cho đăng bài viết bằng ba thứ tiếng Việt, Trung Quốc và Anh cũng đã cáo buộc. Thời gian qua, một số chính khách và quan chức các biệt của Hoa Kỳ đã liên tiếp chế tạo các loại lời nói đưa vào công kích ác độc đối với Cộng sản Trung Quốc, cổ suý và đầu độc ý thức hệ, bộc lộ hoàn toàn hoàn thành ý thức hệ, nghiêm trọng và từ tư duy bá truyền ăn sâu bét rệ của một số phía người Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng đã kiên quyết phản đối sự điên trùng cuồng của các quan chức Hoa Kỳ chỉ có thể khiến cho người dân của Trung Quốc càng kiên định để ủng hộ mạnh mẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã dẫn một báo cáo điều tra không rõ của cơ quan nào đã cho rằng mức hài lòng và tín nhiệm của người dân Trung Quốc đối với chính phủ của Trung Quốc là vượt quá 90%. Đây là một mức cao kỷ lục trong lịch sử. Cơ quan này cũng đã khẳng định dùng tâm ác ý của một số chính khách và quan chức cá biệt Hoa Kỳ nhằm để gây chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh chắc chắn sẽ thất bại. Trong thời gian qua, thì Trung Quốc cũng đã sử dụng đại sứ quán của nước này tại các cơ sở sở tài để nhằm phản ứng lại với các cáo buộc về nhân quyền của người Hồng Kông và thưa quý vị với bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay của đài vn tv cùng với phương thảo và đức tiến cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi và chúc cho quý vị có một buổi tối thời gian còn lại được mọi điều tốt lành và ngủ ngon xin cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại